ơi, hiện tại pony này đang có giá rất là rẻ rồi ạ. Và pony này nó giữ nhiệt từ 15 đến 18 tiếng đổ nước đá và 8 đến 15 tiếng đổ nước nóng giúp em Hiền nha cả nhà ơi. Đó, hàng chuẩn Tiso này, trước sơn nước sơn nhám tĩnh điện ạ. Bây giờ kiểu các em đang muốn học ý. Mình em thấy cái này nha, có một ưu điểm rất là thích luôn. Bởi vì em uống hay uống nước lạnh, nó không bị kiểu không cái hơi ra tay. Đây, chị ơi, em đến đây em còn chuẩn bị cả đá cho mình luôn. Đây mọi người, một đá ở trong này rồi nhưng mà không bị tan nhiệt ra ngoài, không bị thoát nhiệt ra cái ngoài này này, cầm rất là thích luôn, không bị thoát nhiệt ra ngoài nha, yên tâm nha mọi người. Đây, lâu rồi mà đá vẫn không bị tan nha mọi người. Bị tan ạ, nó sẽ nhiệt từ 12 đến 18 tiếng mà. À, mọi người đặt bình nước của nhà Phan Lau ấy, nhà Phan Lau còn bảo hành là 6 tháng nữa không? Nhà mới được bảo hành ấy, nhưng mà hôm nay cả nhà đặt bình nước trong fly của anh Linh ấy là nhà Phan Lau bảo hành 6 tháng, tức là nửa năm trong quá trình cả nhà sử dụng. Nếu lỗi dò thì nước ra ngoài này hoặc là toát nhiệt ra từ mình ạ, là được lỗi 1 đổi 1 nha. Và lưu ý giúp em là ở con đi này ấy, nhà em còn tặng kèm rồi là combo đi kèm nữa, có combo túi nhà. Em chào anh Linh ạ. Em chào anh ạ. Tặng combo túi như này để vệ sinh nha. Vậy là có sticker để dán lên trên. Mình có một bình như này ghi tên con Linh Vlog này. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em không để ý thả ở đây nha. Hả? Anh cắt rồi. Anh cắt rồi đó. Nhà nhớ ơi, Ly của nhà Văn Đâu là hàng chuẩn chính hãng lại sẽ có tem mẩn đi kèm nha. Mà mức giá đang rất là rẻ ạ. Nhưng mà bây giờ kiểu là đang đến mùa của các bạn đi học ấy, thì các mẹ có thể mua cho các con mình một ly nước để đi học này, hoặc là các bác chạy shipper đó thì có thể treo vào xe đi làm. Okay, cái cúp này đúng không ạ, bỏ vào trên xe ô tô luôn. Đá mà đến đây lâu rồi mà vẫn chưa tan cục nào. Đây anh ơi, là cái bài đấy mà. Đấy anh ấy, không phải bài đấy đâu, nó là sự thật. Đã, khi cả nhà uống nước nha, cả nhà đẩy lên ạ, là ống hút cả nhà uống được nước luôn. Đó. Cái này giữ nhiệt tốt này. Cái này giữ nhiệt rất là tốt ạ. Ôi cho em cái này đi. Các bạn luôn. Các bạn uống nước trà đông trùng mà đi làm ấy. Pha không la, kiểu gì mình cũng pha đông trùng, mình bỏ đá với gì là mình mang mang đi làm đi chơi. Và làm có thể tặng lòng tặng cho gia đình bố mẹ người thân. Sắp tới là nhãn hàng của em là sẽ xuất hiện trên video của anh khá nhiều bên trong kia. Chào anh, chào anh, để em để hết tất cả các mã của nhà ở đây. Đấy, anh có bay cho em được không? Một cái là được rồi. Giữ nhiệt bao lâu anh thì mình nghĩ là nếu mà 12 đá, giữ nhiệt từ 12 đến 18 tiếng đổ nước đá. Đấy. Và 8 đến 12 tiếng đổ nước nóng ạ. Và nhà em có phần dịch vụ cocktail, là nhà em là người đi đầu trong ngành cocktail ạ. Khắp bằng công nghệ laser, mọi người nhìn giúp em Hiền nha. Là mọi người yên tâm là không bị bong chóc đâu ạ. Đó, cả nhà cá thoải mái luôn ạ. Đây, vệ sinh thì mở ra thôi. Rồi bắt đầu có cái phần quà đúng không? Phần đây, quà đây. Nhà em có combo đi kèm gồm túi sách này, bộ dụng cụ quà sửa và được tặng kèm một set 3D cuốn luôn. Đấy, nó dễ lắm mà. Vệ sinh mọi người, vệ sinh dễ lắm, như kiểu rửa bát đũa thôi. Và khóc tên thì nhà căn nào thêm 40k nữa nha cả nhà ơi. Khóc tên thì có thêm 40.000 nữa thôi. Nhưng mà chị nếu mà khóc tên thêm 40.000 ý, chị có chọn khóc tên không? Có. Trời ơi, cocktail thì có thêm 40k một ly thôi. Thì cả nhà chọn cocktail xong ấy thì cả nhà nốt tên giúp em Hiền này vào phần trò chuyện với shop ở TikTok shop hoặc phần liên hệ với người hàng. Nếu anh Linh chọn tặng cho người yêu thì anh Linh chọn màu gì? Anh màu đen. Tặng cho người yêu mà. Hả? Tặng cho người yêu mà. Màu mà. Nhưng mà em hỏi anh, nếu mà anh có người yêu, anh muốn tặng quà cho người yêu, anh sẽ chọn màu gì? Anh không tặng cái này. Anh không tặng cái này. Ví dụ người yêu mình đi làm khát nước mà, cũng cần phải uống nước mà, đúng không? Anh chẳng có uống này. Không uống gì kể nó, anh quan tâm gì đâu. Nhà và cái ly này của nhà em Hiền sẽ có 4 dung tích 600ml, 750, 900 và 1200. Thì nó tích hợp với rất là nhiều người và rất là nhiều tuổi. Ví dụ là các em học sinh đi học thì các mẹ có thể tham khảo ly 600 hoặc là 700. Các chị làm văn phòng thì có thể tham khảo con ly 900. Còn các anh đi làm này, đi chơi, đi tập gym này đúng. Thì lấy cho em con 1200. Vì nó có quay phép, nó rất là chắc nhạc và màu nó là màu đẹp. Đó, tại vì con ly này ở ngoài trường nó có hàng gia công rất là nhiều rồi. Đó, và hôm nay thì có mức giá có hơn 100.000 một ly thôi. Cóc tên thêm 40k nữa thôi ạ. Hàng chính hãng nhưng mà anh đã nhìn thấy cái tem bẩn ở đây cho chị lại nhìn thấy rồi. Rồi biết ngay đó. Mà còn cái máy này là biết ngay mà. Bạn ơi, ly của nhà Văn Hào là hàng chính hãng nha. Nên cả nhà mua hàng, cả nhà cứ yên tâm ạ. Và cả nhà đặt bình nước trong lai của anh Linh ấy còn được bảo hành là 6 tháng, tức là nửa năm. Nếu lỗi dò thì nước ra ngoài này, còn là tắt nhiệt ra bình ạ, là được lỗi 1-1. Và đó có combo đi kèm. Rồi giá bao nhiêu mà, rồi giá luôn đi bà. Có đi giá thôi mà. Giá 100 mấy mà. Có 154k một đi 600ml thôi. Đây. Và là 154k ly 600ml. Nhãn hàng là bỏ đá từ lúc sáng giờ rồi này. Đấy, nó chênh nhau có 12 bỏ đá từ lúc sáng giờ rồi, không phải mới đến đây đâu nhá.
bò đá từ lúc sáng giờ mà đến đây là không không tan đá nha, ý chục tiếng rồi. Số nhà từ 12 đến 18 tiếng ạ. Nhưng mà em thấy màu nắng đẹp ý. Ừ, cái này của em đúng đẹp. Vâng, của em, em đẹp. Kiểu này đẹp nha mọi người. Màu tím. Màu tím, đẹp kinh khủng. Rất là xinh ạ. Màu tím này này, mọi người mua cho em màu tím đi. Đấy, đẹp lắm. Con gái thôi, con trai thì mua màu đen thôi. Không, con trai, nhiều anh chọn màu xanh này. Vinh có anh. Anh chọn màu hồng mà. Em thấy rất nhiều anh con trai bảo anh mua hồng, em bảo là anh mua cho anh ạ. Anh mua cho người yêu mà không, anh mua cho anh à? Vâng. Màu hồng luôn à? Màu hồng. Thôi từ nay về chung màu hồng thì còn gì? Màu hồng. Màu hồng mà. Con này sẽ nhận từ 12 đến 18 tiếng cơ. Nên cả nhà đi làm, đi học thì đi động rất là tiện lợi. Mọi người có thể tham khảo cho em ạ. Cứ đồ nước ngoài đây để cầm, có cái hộp có ly này, có đồ nước này. Đồ nước ngoài. Có, đây, đây, đây. Đây, ly này có đây. Ly này có nước. Anh biết nước rồi. Anh muốn test độ dò dỉ nước đúng không? Đây, đây, đây. Để anh đi đổ nước cho. Tại vì bây giờ mùa hè à, mọi người phải có đi nước giữ nhiệt mọi người ơi. Bên này bây giờ sắp đến mùa các con đi học nữa. Ngoài việc mua cho mình ra, mọi người bỏ ra có hơn 100 ngàn đi học cả ngày. Nhiều khi em thấy bây giờ mọi người đi học thêm rất là nhiều ấy. Học ở trường này, học ở lớp này, rồi đi học thêm từ sáng đến tối mịt mờ với nhà ấy. Thì có một ly nước bên cạnh cũng hợp lý đúng không? Giá bao nhiêu, hơn 100 nghìn? Có hơn 100 nhất và chữ mua là sẽ ra giá tiền ạ. Nhưng mà chất liệu như nào, có độc hại không? Không ạ, inox 304 là inox tiêu chuẩn được Bộ Y tế khuyến cáo sử dụng trong ngành thực phẩm rồi. Nên cả nhà cứ yên tâm sử dụng giúp em nha. Và nhà Phan Hao có chế độ bảo hành cho cả nhà trong vòng 6 tháng đấy. Anh ơi, nó dùng màu hồng là đúng bản tay. Tay nào cơ? Đó, nó dùng màu hồng là đúng mà. Em cầm bày để cho mọi người thấy rõ bao quát hơn về cái phần sản phẩm. Đó, mọi người. Mọi người yên tâm, mọi người sử dụng nha. Và trong quá trình cá nhân dụng có vấn đề gì được vào lỗi một đổi một mà khổ gì không sao. Hàng chỉ ai khắc tên thì như nào ạ? Khắc tên ý, khắc người tên ta muốn nhận khắc tên ấy. Vâng, đây 40k là... một bình. Đúng, đấy anh Tiến còn nhớ này. Khắc tên là 40k một ly. Tính là mọi người cộng thêm bình này, cộng thêm 40k nữa là ra cả bình cả dịch vụ khắc tên. Nếu mà mua tên line này thì như nào để khắc tên, mọi người nốt tên cho em vào trò chuyện với shop và TikTok shop của nhà Phan Âu ạ. Mọi người nha, ống hút này không hút được chân châu ạ, không đặt là mọi người cái bước đặt trước ấy để lên đơn hàng thành công thôi. Còn các bác đặt hàng thì tầm 4-6 ngày là cả nhà sẽ nhận đơn, không phải đặt trước, không phải đặt sau, không phải hàng order mà nhà em nhìn là hàng có sẵn ạ, đúng không ạ? Mà giá đang rất là rẻ rồi, cả nhà chốt cho bọn em nha mọi người. Bình màu tím bao nhiêu, hình như đồng giá hay sao em? Bình màu tím này nhỏ. Bình này nhỏ. Bình màu tím là 600ml. À sai 600ml tiếng sai thôi. À có gì cả nhà chốt cho em nha, cũng hết thời gian rồi, em phải đi xuống ngay. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, tôi chị ạ. Cảm ơn em nha. Cái bình này này, cái bình này là bình size nhỏ nhất. Cái này là 600ml. Cái bình này là bình 600ml size nhỏ nhất, có 100 mấy, 140 mấy ca thôi. Màu tím này này xinh lắm. Thế á? Cái này xinh lắm. Thế như mình nghĩ thì con gái thì lấy bình nhỏ xinh xinh thôi. Con trai thì nó có thể là cầm to không sao. Bình này rất là uy tín. Lại cái trang sức. Ôi trời ơi. Cái này nhiều đồ đấy. Em này. Giữ gì? Mẹ cái gì đấy? Sao đuôi đầu nàng? Sao đuôi đầu nàng này? Em nằm lên tường này, em ngồi lên tường. Làm ơn, coi như là đây này ngồi, đây này ngồi, em nằm em phải cây gối trên đấy chính cây cho. Đấy. Thôi bộ chăn ga lụa Thái à? Xem cái bốn món mà. Xem cái bình đấy cái gì kia. Đây nhá. Ông mình đấy em muốn tặng quay. À chèn thì để à. Chị cảm ơn nhá. Ok. Rồi. Không mở hả chị? Rồi lên nha, bao nhiêu đây? 300k, bây giờ còn 148k. 300k mà bây giờ còn 148k thôi. 148k cho cái chân này nha mọi người ơi. Sơn đuối đầu này. Mềm mại, thoáng mát. Đấy, mềm còn chân bông ở đâu nha. Cái chân bông này hình khi mọi người giặt mày giặt không bị dồn bông nha mọi người, yên tâm nha. Nó luôn con đô khá. Cái tính ra con này còn thấm hút cả một phút nữa sao. Ôi nhìn là đứng này thì mình cái chân hiểu cơ cương thi nhỉ. Đấy, giờ này nó còn loa mấy cái hả? Muộn rồi. Có sẵn trong giỏ hàng ấy mọi người ạ. Y như ngủ thật, đúng rồi, ngủ thật mà. Rồi, cái này lên 5 suất mọi người ơi. Mùa này một suất hơn 100k thôi cả nhà mình nhá. Cái này cái này. Tắt cái vào buồn ngủ ấy. Tắt đứng ở ngoài mà mọi người cứ bảo nhìn hài vãi là thế nào. Hả? Bảo mình đứng ở ngoài xong mà mọi người vẫn bảo mình hài vãi. Không bảo mình nữa. Không, không phải nhìn giống thế à? Đó, nó sẽ lại có mặt nhìn giống ra những nát lá nhau ở nhà. Thế nhưng mà cái này có màu hồng. Hả? Có màu hồng. Nhìn giống nhau nhìn giống nhau rồi đấy. Đây này, ngồi đây thôi. Đây một gối thôi. Rồi, ngủ chung một gối thôi. Cả nhà ơi, ngủ chung đi. Đây, hai người. Hai người. Đây. Ngồi đi. Ngồi đi. Ngồi đi. Đấy, có 100 mấy nghìn thôi mọi người nha.
giá niêm yết là 300 mấy ấy. 300k nên chỉ còn 148 mọi người ạ. Cái chân này không chỉ dùng một người đâu mà dùng cho cả gia đình luôn nha mọi người. Rất là to. Rất là to nha. Cả gia đình một giường 139. 139 mọi người ạ. 139. Nhanh. Em nặng tầm 1 ký. Nhẹ lắm, cái chân này, nhẹ lắm. Ví dụ là nhà làm điều hòa là sử dụng cái chân này là mát, hợp lý rồi đấy. Mát nha mọi người, kể cả mùa nóng, đắp cũng mát mà. Mát thật. Tư vấn gối. Gối công à, cô có thấy ngồi xong luôn này. Đằng sau luôn. Ở sau luôn mọi người nhá. Đấy. Bao giờ hàng ngay ngồi vào ngồi ngay. Đây này tuyệt vời rồi. Bây giờ. Đây, gối cũng thấy hả? Ai? Chú. Sao? Lấy em cái màu hồng. Em màu hồng. Cứ đưa đây. Đứng đây thôi, em ở đây mà. Rồi, gối công thể học á? Đăng kim gối công thể học à? Đây, hay gì? Con mọi người này, một cái hình như là 74.000 đấy. Cái này phải lệ nói. Gối công thể học này. Đâu như này đâu? Nhãn hàng à? Nhãn hàng. Sao lại nhãn hàng? Nhãn hàng à?